để theo lý thuyết mà nói thì Raiton có thể đi trên cờ được rồi danh với những pha lao lên tầm gần. Rồi bộ combo của Raiton khi mà có đủ độ rất là đau. Và anh ta có thể dễ dàng lao lên chọn đối thức, làm choáng đủ kiểu, sau đó là hồi máu sau lướt về. Bot là lúc cái này rất khó lòng nào để thanh tẩy. Và đây một pha phản canh làm choáng chức tốc biến lên hất tung. BD đang lui về được lao đến tốc biến. Và chiến công đầu thuộc về cho Broxah. Và đang đổi mạng đến từ cả hai bên. Bây giờ Cap đang gặp nguy hiểm. Chỉ cần một đòn đánh nữa thôi anh ta sẽ ngay lập tức bị giữ chân lại. Đây là một pha câu kéo nhưng có tầm nhìn đến từ bên phía Longzhu, họ biết. Và bây giờ gặp có chiêu cuối của BD vòng ra đằng sau. Và cả Khan nữa tốc biến và không hề phải nằm xuống. Người gặp nguy hiểm là Broxah. Broxah sẽ phải nằm xuống hay không đây? Ta dùng chiêu cuối và câu kéo thêm thời gian nhưng điều đó không đủ. Cap tốc biến lên đến từ Soaz. Cú bật thần cá sấu tốc biến lên Soaz nhìn có vẻ kinh khủng nhưng bây giờ Zed gặp khó rồi. Tình huống bắn nữa thôi. Và đó là mạng dành cho Gorilla. Cũng cho anh ta khả năng hồi năng lượng cơ mà. Cớt chắc chắn sẽ không bị bắt lại. Anh ta bị làm choáng rất nhiều. Rekkles đang bắn vào người anh ta. Chiêu cuối cùng nó xanh đến từ Cap nhưng vẫn chưa đủ sát thương để hạ gục Cớt bởi vì đã có hồi máu cộng với khổng lồ hóa. Bây giờ SWAT lao vào những vị thần và Prey đang cố gắng gây sát thương. Prey bắn rất đau. Prey hạ gục được SWAT. Zed bị trói lại ngục của ngữ, anh ta cũng sẽ phải lên bản luôn. BD là người có điểm hạ gục. Dịch chuyển ra từ SWAT nhưng không còn chiêu cuối nữa. Liệu rằng SWAT có trụ được? Bị làm choáng là Prey nhưng không có nguồn sát thương nào còn với anh ta. Zed bốc hơi. Người bị chọn tiếp theo là Rekkles, double kill dành cho BDD. Cầu sấm rất đau đến từ Khan và Cap có lẽ rằng anh ta cũng sẽ phải nằm xuống tốc biến thoát đi được. Còn khu vực đứng trên này chắc là anh ta hơi tự tin quá nhưng không, đây là một pha cực kỳ chủ động đến từ bên phía Fnatic, họ muốn bắt vào anh chàng Khan này rồi. Họ có một giai đoạn đầu trận dễ thở chẳng qua là bởi vì đối phương chủ động đánh chậm mà thôi. Và bây giờ SWAT chắc chắn không có cửa rồi. Thêm cả cái dây chuyền trực tội được thả ra nữa. Rồi họ không còn cách nào để về với biển cả nữa. Và bắn cực kỳ nhanh, Prey tốc biến đi để tránh khả năng làm choáng. Và anh ta quay lại sát thương là quá nhiều khổng lồ hóa. Bùng nổ sức mạnh, Prey anh ta đã phải nằm xuống vì quá tự tin. Độ thủ tiếp tục xa nhưng Cớt vẫn sống, tốc biến lên từ Rekkles. Một pha bảo vệ nhà chính tốt nhưng BDD còn đây. Thắng phép đến từ Sejuani còn nội tại là rất lớn, lao lên nhưng không ngất tung. Bây giờ tốc biến lên có cả chiêu cuối nhưng Prey vẫn đang còn quá nhiều giáp, anh ta đang lùi ra, có hòm bảo hộ để giải, thêm cả dịch chuyển nữa, lao vào quá sâu, một người đã phải nằm xuống rồi. Fnatic đang có lợi thế hơn về người, Rekkles đang ở ngoài tầm bắn. BDD quét tan kẻ yếu thành không và bây giờ Khan anh ta phải tốc biến ra ngoài, bắn là Khan, là Prey. Hạ cũng được rồi, anh ta đã tiếp tục bắn và không ai ngăn cản đó cả. Double kill dành cho anh chàng Prey. Cap mất đi thanh tẩy, anh ta sẽ phải nằm xuống và Soaz anh ta quay ngược lại trả sát thương tốt nhưng điều đó là không đủ. Và một chiến thắng đến từ bên phía Fnatic với nguồn sát thương là hoàn toàn vượt trội hơn. Broxah và đây rồi sẽ là một pha quét sạch dành cho bên phía của Longzhu. Không có cơ hội nào dành cho Broxah trong tình huống này. Độn thổ lên, chui lên là bị nằm xuống luôn để cố gắng hạ gục được những mục tiêu quan trọng đến từ Longzhu. Nhưng lượng tiền chênh lệch là quá lớn cộng với những cái phong độ của đối phương đang là cao hơn hẳn so với vị trí của họ. Thì Longzhu Gaming vẫn có một pha quay trở lại và có được pha giao tranh thắng lợi giúp họ kết thúc luôn trận đấu này và duy trì được cái mạnh bất bại của mình. Và như vậy là ước mơ của Fnatic có vẻ như là chấm dứt rồi.